Để lại sau hơn một tuần nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầu tháng 9, người hâm mộ bóng đá Anh ngay lập tức sẽ được chứng kiến những trận cầu rất đáng chú ý và vòng 4 này chính là cuộc đọ sức giữa Leicester City và Man City. Ở lần gặp nhau cách đây hơn một tháng trong trận siêu cúp Anh, bầy cá đã giành chiến thắng 1-0 tại Wembley. Còn tại cuộc tái đấu sắp tới với việc được trở về sân nhà King Power, niềm tin vào một kết quả tích cực cho thầy trò huấn viên Brendan Rodgers lại càng tăng lên bất chấp đối thủ vẫn được đánh giá cao hơn nhiều. Trên thực tế, người ta có lý do để tin vào điều đó bởi Leicester City thường biết cách tận dụng tốt những lợi thế của mình như trên sân nhà thì ở trận đấu đầu tiên mùa giải họ cũng đã vượt qua Wolverhampton với tỷ số 1-0. Chỉ có đôi chút lo ngại là King Power những năm qua không thực sự tạo ra ưu thế quá lớn cho bề cáo khi tiếp đón vị khách áo xanh thành Manchester. Bằng chứng là cả hai mùa gần đây họ đều đã để thua. Bên cạnh đó thì đợt thi đấu quốc tế vừa rồi cũng có tác động không tốt đến tình hình nhân sự của họ với một số cái tên sẽ phải vắng mặt vì vấn đề thể lực hay thậm chí là chấn thương. Tuy nhiên điều đó cũng không quá đáng ngại bởi lẽ phía bên kia chiến tuyến Man City cũng chịu bất lợi tương tự khi một số cầu thủ quan trọng không thể góp mặt. Bên cạnh đó mặc dù cũng đã gây ấn tượng ngay trước đợt tập trung tháng 9 bằng hai chiến thắng tương bừng với cùng tỷ số 5-0 trước quốc và Arsenal, nhưng cũng không nói lên gì nhiều bởi lẽ đó đều là hai đội bóng đang chơi bết bát. Chưa kể hai trận này thầy trò huấn viên Pep Guardiola cũng đều được chơi trên sân nhà nên chắc chắn sẽ khác so với việc phải làm khách như tới đây. Thực tế từ trước đó ngay ở vòng mở màn họ đã phải nếm trải cảm giác xa nhà đầy khác biệt so với mùa giải trước khi có sự trở lại của đông đảo người hâm mộ trên khán đài và kết quả là họ đã để thua 0 một tại Tottenham. Chính vì vậy mà cuộc đụng độ tại King Power tới đây, nơi không thiếu sự cuồng nhiệt của người hâm mộ vùng East Midland, sẽ là một thử thách lớn với vị khách áo xanh đến từ Manchester. Cũng chính vì vậy mà dù trên sàn giao dịch châu á mặc dù nhà cái vẫn xếp ở tỷ lệ khá cao là chấp một hòa nhưng độ tin cậy cho man city là không nhiều thực tế thì so với những lần là làm khách của leicester city gần đây mức chấp này không quá nổi bật thậm chí với điểm ăn bỏ sâu còn làm tăng những nghi ngờ cho thầy trò huấn viên pep guardiola chính vì lẽ đó bảy cáo vẫn được xem như cái tên đáng trông đợi hơn ở trận đấu tới trong một diễn biến khác, mặc dù những vòng đấu đầu tiên đã chứng kiến phong độ rất cao của hàng công hai đội, thế nhưng ở trận đấu tới với tính chất căng thẳng, điều cũng thường thấy ở những lần đụng độ trước đây khi thường xuyên có ít bàn thắng được ghi sẽ khó để trông đợi vào một kịch bản khởi sắc hơn. Và với mức tài xỉu cũng không quá ấn tượng so với sức mạnh tấn công của hai đội là 2-3 phần 4, mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn hơn.